Tại sao lại âm dương cách biệt như vậy? Sao gì đi nhanh vậy gì cha? Giúp cha. Tim, tim. Bị gì vậy? Ủa? Không biết luôn á, tự nhiên đâu vô luôn á. Người ta đang diễn mà chơi kỳ trời. Gì vậy trời? Tự nhiên đi từ xa. Cái thấy Quỳnh ngồi khóc rầm rứt. Bên cạnh là cha nằm không có cử động gì. Thì em tưởng là cà trà có vấn đề chứ ai biết đâu, tự nhiên ha. Trời ơi, trà còn sống dai lắm, nói cho con biết. Nghĩ sao trà chết mà chết tức tuổi như vậy, chết không nhắm mắt không trắc trối như vậy được. Không ai nhờ diễn mà vô diễn quá trời luôn đó. Nãy giờ tưởng nó có dai không á chứ, tưởng dai bắt thợ săn. Có đâu, dai tự vô á, dai tự đẻ. Trời đất ơi. Có dai là sao? Là cái này là... Tập kịch. Là Quỳnh với dì trà tập kịch. Tại vì Quỳnh được trúng cái vai chính của cái vở mà cô bé Hoàng Khăn Đỏ Tân Thời. Trời, Quỳnh được vai chính hả? Trời ơi, Quỳnh giỏi quá vậy. Vậy là Quỳnh được vai chính cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Vậy là cái cảnh này á, Quỳnh là đóng vai chính cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Xong rồi khóc thương bà ngoại bị chó sói ăn thịt đúng không? Bậy. Trà không đóng vai bà ngoại. Vai bà ngoại không có nhiều đất diễn, con biết không? Xuất hiện mấy giây bị chó sói nhào ra ăn thịt hết rồi đầu coi. Khán giả không nhớ. Ủa? Chứ hình ảnh này thì chỉ hợp đóng vai bà ngoại thôi chứ hợp đóng vai gì nữa ta? Sai. Cái vai của trà đang đóng là cái vai mà không có không được. Vai quan trọng, vai chính còn hơn vai cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Vậy trà diễn đi con tưởng tượng coi đó là vai gì. Ok. Vai này vai hay lắm. Vai này là tâm lý đầy luôn. Một cái vai mà từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào hết nhưng khán giả sẽ nhớ. Đây, trà sẽ diễn. Rồi, dạ con chó canh nhà cho bà ngoại. Ê, nhỏ này sao nó đẹp mà nó vô duyên quá ta. Dạ con chó sói. Cái con chó canh nhà là cái con chó cỏ, còn con chó trà đóng là nó sang hơn, thấy không? Nó là con chó sói. Nhớ chưa? Wow, con chó sói cái giọng nó sang hơn. Còn chó cỏ là khác. Đó, thấy chưa? Trà sinh ra chỉ để đóng những cái vai như vậy thôi. Đó, cái mặt trà là hợp với mấy vai chó. Đúng, vai con chó. Nè. Sói. Mày mốt kiếm người khác đóng nha. Nha. Mượn cớ mà chửi xỏ chứ xiên tôi quá. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.